Tôi trả lời lại mà chú cứ chặn họng tôi hoài vậy. Ok, đợi, 2, 3. Em sẵn sàng. 2, 3. Chị đã làm nhạc lần nào chưa? Đừng có hỏi câu hỏi đó, giống như cái câu hỏi là tôi đã nói với chú rồi. Đừng có nghĩ là hễ hỏi đó, nói chuyện hỏi coi ai có biết kiến thức về nhạc hay không để bắt bẻ người ta. Nhưng mà chị... Làm gì có chuyện là người ta sáng tác nhạc dựa theo trên con beat. Đúng rồi, ok, tiếp nào, tiếp nào. Hả? Chị nói đi. Trong khi nhạc, trong khi làm nhạc, sáng tác nhạc là người ta đầu cái yếu tố đầu tiên là phải có giai điệu. Hả? Có giai điệu xong rồi mới làm beat, mới đánh, mới phối. Hả? Ghê vậy? Ok, ok. Hả? Không, thực ra có, ý là có, nhưng mà không, tức là người ta sẽ không phải là người ta viết mà không có cái bản phối giai điệu. Tức là khi các bạn viết nhạc ấy, nhạc sĩ họ viết nhạc ấy là bắt buộc là họ, khi mà họ ngồi viết nhạc, họ sẽ ngồi cách cây đàn piano hoặc là cây đàn guitar. Và khi mà họ ngân nga giai điệu bắt buộc phải có cái nhịp đàn hoặc là cái gì đấy phối để họ có thể feel được. Đó, bắt buộc phải có cái beat phối để mà viết nhạc, chứ không có thì khi mà họ phối được cái beat rồi, tức là phối được cái đoạn hợp âm đấy rồi, họ biết được cái hợp âm này nó phù hợp với cái bài người ta ấy, thì lúc đấy là không cần nhạc nữa.